thị trường thêm nhiều mẫu xe mới, tính cạnh tranh vì thế ngày càng tăng cao. Kéo theo đó là những xáo trộn về trật tự doanh số ở nhiều phân khúc hoặc trong chính cơ cấu sản phẩm của một hãng xe nào đó. Dưới đây là những điểm nhấn đáng chú ý của thị trường ô tô Việt Nam dựa vào doanh số của các mẫu xe tính đến tháng 7. Số liệu của VAMA, Hyundai và VinFast. 1. Pha điêu từ số 0 lên số 1. Cuộc đua song mã của Hyundai Ersen và Toyota Vios hai năm qua vừa để tìm ra xe bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ B, đồng thời cũng là quán quân toàn thị trường. Nhưng khi sự chú ý của nhiều người đổ dồn vào cặp đôi này, VinFast Fadil âm thầm vượt lên tất cả để dẫn đầu. Hồi 2018, con số 22.068 xe bán ra là mức cao nhất Hyundai i10 đạt được kể từ 2014, thời điểm mẫu xe cỡ nhỏ đặt chân đến Việt Nam dạng nhập khẩu Ấn Độ. Y10 cũng là mẫu xe thống trị phân khúc xe đô thị cỡ A và một vài tháng đứng ở đỉnh doanh số toàn thị trường từ 2018 đến nửa đầu 2021, nhưng nếu tính lũy kế thì chưa bao giờ nắm ngôi vương. Fadil lại làm được điều này. Tháng 7 là tháng thứ 3 liên tiếp Fadil bán chạy nhất thị trường xe Việt. Doanh số cộng dồn của Fadil từ đầu 2021 đạt 13.055 xe, cũng đứng đầu toàn thị trường. Vios với 10.967 xe cuối cùng đã đòi lại ngôi vương phân khúc sedan hạng B từ Hyundai Elantra với 10.932 xe, nhưng phía trước là một thách thức khác mang tên Fadil. Fadil mở bán từ 2019 với tư cách là tân binh của phân khúc, nơi xe Hàn và xe Nhật ganh đua quyết liệt thị phần. Thương hiệu non trẻ, chất lượng chưa có nhiều thời gian kiểm chứng, Fadil khi đó từng là sự hoài nghi trên thị trường. Nhưng máy khỏe, nhiều công nghệ, vận hành ổn định kết hợp chiến lược ưu đãi liên tục dưới nhiều hình thức, thậm chí dành riêng cho từng khu vực, khách hàng ngày càng tìm đến VinFast pha điều nhiều hơn. Mẫu xe cỡ A của VinFast từng bước vươn lên chiếm ngôi vương của i10 và vượt qua luôn cái tên sừng sỏ Toyota Vios ở quy mô toàn thị trường. 2. Corolla Cross ngôi sao mới nổi của Toyota Hơn một năm bán ra tại Việt Nam, Corolla Cross dần trở thành sản phẩm chủ lực của Toyota. Hãng xe thu hút nhiều sự chú ý nhất trên thị trường nhờ vào sức mạnh thương hiệu và độ phủ rộng khắp trên nhiều phân khúc khác nhau mẫu CUV hạng B và C nhập khẩu Thái Lan bán 6.522 xe tính đến tháng 7. Ngoại trừ Vios, không một mẫu xe nào trong giải sản phẩm của Toyota bán chạy hơn Corolla Cross. Được xem như tấm áo mới của hãng xe Nhật, Corolla Cross trở thành điểm sáng hiếm hoi trong một giải sản phẩm gồm nhiều mẫu xe đang đi đến cuối vòng đời, thiết kế thiếu cá tính so với các đối thủ. Fortuner, Innova đều đang vấp phải cạnh tranh quyết liệt, ngôi vương phân khúc từng nắm giữ trước đó nay không còn. 3. EcoSport tụt dốc không phanh. Từng được xem là mẫu xe hạng B mang chất SUV nhất trong số những cái tên góp mặt, nhưng những biến chuyển về thị hiếu mua xe của khách hàng, sản phẩm chậm nâng cấp, hai mẫu xe Hàn Hyundai Kona và Kia Seltos tốt xuất hiện, tất cả góp phần khiến cái tên EcoSport phai nhạt dần. Từ chỗ là kẻ khai phá, thống trị phân khúc, giờ đây doanh số EcoSport tụt dốc không phanh. Tính đến tháng 7, Ford EcoSport bán 814 xe, giảm 38% so với cùng kỳ 2020, giảm 67% so với cùng kỳ 2019. 7 tháng vừa qua, có đến 3 tháng mức bán hàng của EcoSport tính bằng hàng chục. Doanh số của EcoSport kém nhiều so với mức 2537 của Kona hay ông vua mới của phân khúc xe tốt với 7976 xe. 4. Honda CRV bán chạy trở lại. CRV chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam từ nửa cuối 2020, tăng trang bị, tăng giá nhưng doanh số bắt đầu giảm dần. Từ đầu 2021 đến nay ảnh hưởng của dịch khiến nguồn cung xe lắp ráp của Honda bị ảnh hưởng phần nào. CRV là mẫu xe thứ hai bên cạnh City được Honda lắp ráp tại Việt Nam. Nhưng 723 xe bán ra trong tháng 7 giúp Honda CRV có lần đầu tiên đứng đầu phân khúc CUV hạng C năm 2021. Những đợt giảm giá xuyên suốt của đại lý gần đây có thêm hỗ trợ lệ phí trước bạ từ hãng, doanh số mẫu xe từng bán chạy nhất phân khúc 2019 khởi sắc trở lại. Kết thúc tháng 7, lũy kế doanh số Honda CRV đạt 3.339 xe, xếp thứ 3 trong phân khúc. Dẫn đầu là Mazda CX-5 với 5.317 xe, Hyundai Tucson 4.017 xe, xe cộ, xe cộ, XX.